Hello xin chào anh em nhé Đầu năm thì có một số pin mà mình đi cho khách ấy thì uh, có cái đợt khuyến mãi đầu năm mình uh, có khuyến mãi cho khách. Ở đây thì uh, tất cả những cái dòng pin xe điện này, pin đề xe máy này hoặc là những cái dòng pin anh em có thể lắp cho những trạm điện hoặc là kích điện ấy. Ở đây thì cái lô này mình đi cho khách thì uh, đây là những cái dòng pin 48V, 60V và 72V cho những dòng xe như là Vinjit các thứ ấy. Ở đây thì mình có những cái dòng pin đang khuyến mãi lên lên tới khoảng tầm 600 000 này. Đây như dòng pin là 48V 15 mah giá hiện tại bây giờ nó chỉ là 2.9 thôi là cái pin này này. Đấy anh em có thể lắp cho những cái dòng xe phổ thông như là uh, xe 4 bình này và những cái dòng xe như 133S ấy. anh em mua và chỉ việc lắp đặt vào là ok, Chèn uh, lót cẩn thận ok này. Dây điện các thứ thì à, giá như thế này ấy, thì đã bao gồm cả sạc đấy nhá, bao gồm một cái cục sạc như thế này, ví dụ như là 48V. Ở đây thì uh, sạc của nó là 54,6V. À đâu, cái này nhầm của bên này anh ạ. Đấy, sạc của pin này là pin 16S này, 58 4 v 5A. Đấy, anh em có thể sạc uh, trong vòng 3 tiếng là đầy cho một quả pin này rồi. Ở đây là dòng pin uh, cũng là 48V, nhưng mà pin này thì nó sẽ sử dụng là pin 18650. pin uh, này thì nó sẽ có cái giá thành thì nó cũng ngang ngửa với cái pin 15A thôi, tại vì pin 15A này bây giờ mình đang khuyến mãi ở cái đợt Tết này. Đấy, 48V 15A giá bây giờ chỉ 2 triệu 9 thôi. Còn pin 48V 12AH thì giá của nó là 2 ,9 triệu chín nhá, là hai cái quả pin này. Anh em mua về lắp những những cái dòng xe phổ thông hoặc những dòng xe mà nó có kích thước uh, pin nhỏ ấy. đấy, xe 4 bình hoặc là những cái xe đạp trợ lực ấy, anh em mua về chỉ lắp vào thôi. Uh, cho những cái dòng xe 133S. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái dòng như đóng thùng inox này, đấy 60V và 72V. 60 72V thì anh em có thể liên hệ trực tiếp bên mình nhé bên mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em, tại vì những cái dòng này thì sẽ đóng theo dung lượng cả. Đấy, không phải là một form mẫu như cái này, 48V thì đa số là một form mẫu cả. Ví dụ như 48V 15 mah 48V 20 mah giá bây giờ cũng là 3 triệu 7. Đấy, 48V 20 mah là giá 3 triệu 7 nhé, khuyến mãi 200 nghìn. Đấy, là, 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 thành bây giờ là thành giá, nếu mà giá gốc của nó ấy là 3 triệu 9, hiện tại đang khuyến mãi thì còn có 3 triệu 7 thôi. À, chỉ có cái viên này là giảm sâu nhất này, 48V 15 mah giá chỉ 2 triệu 9. Anh em nào mà muốn mua về để lắp cho xe thì có thể tranh thủ à, mua cái dịp này. Tài, cái pin này ấy, khá là ok các anh em ạ, tại vì trong này nó lắp một cái mạch GBD thì về cái dòng mạch gbd thì anh em có thể biết rồi nó là một cái dòng mạch khá là hiệu suất khá tốt ở trong cái phân khúc mạch bms đấy là một cái dòng mạch rất là lành tính đấy ngoài ra thì bên mình thì có những cái quả pin như là quả pin lưu trữ thế này 12v 100mah cái này thì mình chủ yếu là lắp cho trạm điện anh em này đấy chuyên xả cao cho trạm điện nhé ở đây thì trong này mình lắp một cái mạch cân bằng chủ động này và một cái mạch bms xả 200a trong này thì thông thường thì pin 100a thì anh em chỉ xả 50a đến một đến 100a thôi chứ những cái dòng pin này anh em mà xả cao thì nó sẽ nhanh hết điện đấy, ví dụ như pin 100a anh em xả 100a thì gần một tiếng là nó đã hết rồi đó pin uh, này thì mình sẽ sử dụng uh, cell là 26800 được sàng lọc rất là kỹ bằng máy này này. Đó, bằng máy chuyên dùng bên mình đã sàng lọc ra rất là kỹ rồi. Anh em uh, về chỉ việc lắp vào những cái thiết bị như là trạm biển kích điện này. Anh em mua những cái trạm điện kích điện ở trước đây ấy, mà mua ở trên Shopee Lazada mà bị uh, cái dung lượng pin ảo ấy, anh em có thể mua những cái khối pin này về có thể lắp đặt hoặc anh mua anh em mua pin này về để đi kích. Kích thì pin 3.7 thì nó không được ngon cho lắm. Đấy cũng tạm tạm ok thôi, làm lưu trữ thì ok anh em ạ. Đó. Ở đây thì là những cái quả pin đề xe máy, đây là cái lõi bên trong của pin đề xe máy này. Đấy, pin 4S chuyên xả cao. Đợt này thì mình về cái dòng pin chuyên xả cao anh em ạ. Đây là khối này là khối 6Ah. À bên mình sẽ có hai mẫu, một mẫu là JT4 và một mẫu là JT5. Mẫu JT4 thì mình sẽ để dung lượng là 6Ah. Là cái lõi bên trong thì nó là như thế này. Còn uh, mẫu JT5 ấy thì mình để dung lượng là 9Ah. 9Ah thì nó sẽ là tổng là 12 viên này nhá. 12 viên uh, 4S này. Đó. À, ngoài ra thì mình sẽ có thêm những dòng pin để anh em lưu trữ cho xe điện này, xe những cái xe mà anh em mà xe ô tô điện điều khiển từ xa ấy, hoặc là làm lưu trữ. Đây là quả pin 12V. 12V này thì 15Ah có giá thành là 750 000 Đấy. Đợt này anh em mua pin xe điện 48V thì được khuyến mãi khá là sâu. Như những dòng pin 48V 15Ah này được khuyến mãi tận 600 000 luôn. Thì cái giá hiện tại là 48V 15Ah thì nó chỉ là 2.9 thôi Anh em mua cái dòng pin này 16S Rất là lành tính nhá Pin 3.2, pin 0.4 luôn Dung lực thực của cái pin này mình kiểm tra thì Ở trên máy tính thì đều trên 15,5 5 ah cả Nó là cái dòng pin này anh em này Dòng pin 32140 Đợt này thì mình về những cái dòng pin này thì À, mình đã kiểm tra kỹ càng rồi, dung lượng đều trên 15mAh hết và trước khi kia trước khi đóng pin ấy bên mình đều sàng lọc bằng máy nạp đầy điện vì cái dòng pin 3.2 này này thì nó sẽ ngâm điện áp ở mức 3.2 nên là cái dung lượng ấy anh em mà không cân bằng ấy, thì nó sẽ không bao giờ đều được. Bên bên mình sẽ cho vào máy này cân bằng nạp đầy đủ rồi bắt đầu mới đóng những cái khối pin như thế này. Ờ à, anh em tranh thủ mua thì có thể mua cái dịp này nó sẽ được uh, giảm giá hơn một xíu. Qua đợt này thì bên mình sẽ để lại về cái giá gốc. Như cái dòng pin 48V 15Ah này Cái giá gốc của nó là 3 triệu rưỡi 48V 12Ah này Giá gốc của nó là khoảng tầm 3 ,2 triệu 2 Tại vì cái dòng pin này là pin 13F Sử dụng pin 1850 nên là giá thành nó rẻ À nếu nó đắt hơn chứ Trong này nó sẽ sử dụng nhiều xe hơn Đấy Pin thì được bọc kỹ càng này Dán keo đầy đủ để chống nước Anh em mua về thì vẫn Vẫn tốt nhất là vẫn nên để bảo để chống nước Nó tốt nhất có thể bên mình thì đã dán đầy đủ rồi Dán keo bọc kín cả rồi Đó, Bọc cả phíp các thứ ở bên trong để nó đảm bảo nhất giá ở đây là giá đã kèm sạc nha anh em đi kèm là sạc cái này, này một cái nguồn sạc rất là to luôn Đấy, to gần bằng quả pin luôn anh em ạ đó. tất cả pin bên mình báo giá thì đều đã kèm sạc cả rồi nên anh em yên tâm nhé không cần phải mua sạc nữa với lại là pin ấy thì nó sẽ không sử dụng được cái thế cái sạc theo xe nhé nếu mà anh em sử dụng pin nếu mà cái xe của anh em sử dụng pin ấy thì có thể sử dụng sạc được còn đây thì không sử dụng sạc theo xe được Đấy, sạc này sạc 300w 58,4v 5a đó pin 60V đến 72V thì anh em có thể liên hệ bên mình bên mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em tại vì cái pin này đóng theo yêu cầu nên là tùy vào mạch nữa có thể là sử dụng mạch GPD hoặc là có thể sử dụng mạch Bluetooth ZK Đấy, anh em có thể liên hệ bên mình để báo giá chi tiết về dòng pin 60V 72V để cho từng dòng xe còn về pin 48V thì bên mình chỉ làm 3 form thôi một form là 12Ah một form là 15 h và một form là 20 h chỉ từng đấy thôi anh em ạ. À. Anh em muốn đóng dung lượng cao hơn thì có thể liên hệ bên mình. Ví dụ như muốn đóng vào thùng inox này 48V, dung lượng 450A chẳng hạn để chạy được lâu hơn ấy, thì có thể liên hệ bên mình. Để bên mình sẽ báo giá cho anh em. Còn báo giá chung ở trên này thì bên mình sẽ để giá như vậy nhé. Đó, anh em cần pin lưu trữ hay là trạm điện năng lượng mặt trời ấy, thì có thể liên hệ bên mình nhé. Số điện thoại mình để dưới màn hình nhé. Anh em có thể vào đấy cái bạn Zalo cũng như là nhắn tin hoặc là gọi điện ở số điện thoại mình để trên màn hình ấy. Ngoài ra thì bên mình sẽ có những cái dòng pin như là pin máy khoan, máy cắt này, ấy, hoặc là đóng tất cả các loại pin anh em có thể thay pin cho robot hút bùi này, hoặc là những cái cái thiết bị nào ấy có pin thì bên mình đều có thể thay thế hay được hết. Hoặc là những cái trạm điện lưu đồng mini ấy, anh em có thể liên hệ bên mình nhé. Còn bây giờ chào anh em nha